trong những thành viên của đoàn phim nha. Một khi mà ký vào để các bạn lưu ý nha. Đầu tiên á thì sẽ nhận được 55 xu phim hả? Ok, tiếp theo nữa. Tiếp theo là gì đây? Hãy đọc kịch bản. Đọc kịch bản tiếp tục nữa là bây giờ mình sẽ đọc kịch bản nè. Rồi, hãy nói chuyện với lại ông gì đây? Ở đâu? Alo, khu trung tâm hả? Rồi, bây giờ khoa khu trung tâm nha. À đúng rồi, bên khu trung tâm á thì cái tòa tháp lịch á nó cũng cập nhật tất cả các phần thưởng mới luôn để xem thử là phần thưởng trong các cái tòa tháp lịch đó là gì nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tới cái rạp chiếu phim trước đi. Từ các bạn ơi, sao mà nó lắc thế nhờ? Lắc lắm luôn á. Tại vì sáng nay á là các bạn vào game rất là nhiều. Ui, mình chưa qua mà các bạn đã qua rồi, qua rất là đông luôn á. Trời ơi, mấy ông bà già ơi, sao mà qua đông dữ hả? Sao mà không đủ tôi? Rồi, tiếp tục nữa là nhiệm vụ của ông này nha. Nhận đồ uống từ thợ pha cà phê. Rồi, ok, thợ pha cà phê ở trong này nha. Có vẻ như là cái ông thợ này là từ nay ông sẽ không bán ế nữa nha mọi người. Sau cái đợt sự kiện lần này thì ông sẽ bán đắt nha. Rồi, uống xong chưa? Let's go. Rồi, bây giờ tiếp tục ngủ qua NPC này và nhận thêm nhiệm vụ. Đó. Ủa khoan, từ từ. Ủa, không có nhận X3 hả? Cái gì vậy? Bị lỗi hay gì mà không có nhận X3? Ủa, alo, không có nhận X3 gì vậy? Từ từ nha mọi người, để mình coi thử nha. Ồ, mọi người thấy cái gì không? Mọi người thấy trên tay mình đang cầm cái gì không? Đây các bạn coi nè. Từ từ. Mọi người thấy trên tay mình đang cầm cái gì không? Đây, để mình chụp lên cho các bạn coi nha. Tắt thông báo đi. Thông báo hoài à. Không có cái nút chào ta. Tôi cho các bạn xem cái này nè. Ui, đó chính là cái hộp nhẫn đó mọi người. Cái hộp nhẫn đó các bạn ơi. Ô là trời, cái hộp nhẫn xịn sò chưa? Cuối cùng tôi cũng đã có cái hộp nhẫn rồi nha. Nhưng mà bây giờ phải trả cho NPC rồi. Buồn thế nhờ. Cái gì đây? Ok. Rồi, cầu hôn. À, phải cầu hôn NPC này nữa hả? Nhưng mà không có nhận X3 nha. Alo. Bữa nay không có nhận X3 nha mọi người. Không biết là bị lỗi hay sao nữa. Nhưng mà hôm nay mình không có nhận được X3 nha. Cái này chắc phải hỏi lại admin xem thử là có bị lỗi hay không. Để biết chừng chứ. Lỡ đâu mà bị lỗi thì sao? Hãy xem video đã quay xong. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xem video nha. Để coi thử là cái video trong này là cái video gì đây. Cái video mà mình đi làm nhiệm vụ nè. Ok. Xong rồi mình sẽ chạy ra. Trời ơi, tưởng đâu cái gì hay ho lắm. Trời ơi. Thì ra chính là cái video mà tôi đi làm nhiệm vụ đây sao. Ôi my god. Cuối cùng thì mình cũng đã hẹn hò với lại một NPC. Rồi sau đó thì mình sẽ cầu hôn cô ta. Wow, mình đã cầu hôn cô ta các bạn ơi. Wow, và cô ấy không đồng ý nên chứ mới ăn chứ. Rồi bây giờ, ủa, xong rồi mà sao không trả nhiệm vụ gì hết vậy? Nhận thưởng, nhận thưởng, cái này được 100 xu nha. Wow, được 100 xu nè, ngon nè. Nhưng mà hôm nay bị lỗi nha các bạn. Hôm nay bị lỗi nha. À, cái này là cảnh, cái này là xem lại đoạn video của mình mà mình đang làm nhiệm vụ đó mọi người. Trời ơi, nhanh lên đi. Cái cảnh này chắc tôi phải thoát ra quá anh em ơi. Rồi, để coi lại cái cảnh mà tôi cầu hôn cô ấy mà cô ấy không có đồng ý nha mọi người. Coi nè. Đây, cái khúc mà tôi đang ngồi uống cà phê nè. Xong cái, mọi người thấy cái nhân vật NPC này quen không? Rất là quen luôn, giống một cái nhân vật ngoài đời thiệt nha. Có vẻ như là game đang copy nha mọi người. Coi chừng đấy, ăn bản quyền là không ổn đâu nha. Rồi, bây giờ thì sẽ qua gặp NPC này xem thứ còn nhiệm vụ không nha. Không còn đúng không? Không còn thì bây giờ mình sẽ tới Plaza. Wow, có vẻ như là ngày hôm nay là tôi thấy là cũng hơi là dữ rồi nha mọi người. Nhưng mà khoan các bạn, có một cái hộp mới, đó chính là cái hộp hải tặc. Ở trong cái hộp này á, mình nghe nói là có cái tàu hải tặc nhưng mà không biết là hôm nay đã ra mắt hay chưa. Và các bạn lưu ý nha. Gói mới, trời ơi, đẹp tét lách luôn các bạn ơi. Ta nói đẹp tét lách luôn anh em ơi, Gói này 107k hả, không mua thì hơi phí các bạn ạ. Kiếm đạo các bạn ạ, wow. Gói này đẹp thật sự luôn. Từ, để mình chụp lại một cái khúc mà anh này đang thi triển võ công các bạn. Uầy, đẹp thế nhờ. Ok, cái khúc nào đẹp ta? Đấy, thấy chưa? Đấy, ui, trời ơi, cái gói này đẹp các bạn ơi. Gói của nữ thì cũng đẹp luôn. Gói của nữ thì mặc cái áo chắc thế. Gói của nữ mặc cái áo đẹp thế anh em. 107k, wow, chắc tôi làm cái mini game gói đó quá này ơi. Có một cái gói gì mà 5.000 vậy? 5.000 tiền sao, ok luôn. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì đây? Tốc độ 3 hả? 120 kim cương hả? Wow, cái gói này gói gì mà xịn sò vậy? Từ, tôi lại phát hiện thêm có một cái gói mới của xe mới các bạn ơi. Từ từ nha, để chụp hình lại cái cảnh này mới được. Rồi,
sẵn tiện thì mua luôn nha các bạn, mua luôn nha, mua luôn. Mua luôn các bạn ơi, mua luôn. Đây, vào thư nhận nè. Trời ơi, tôi rất tiếc là từ cái đó. Phần thưởng bảo trì ngày hôm nay thì nó cũng đó các bạn thấy chưa? Trời ơi, đây chính là cái hộp Takoyaki các bạn ạ. À, cái hộp này thì mình cũng đã ăn vài lần rồi, cũng khá là ngon nhẽ mọi người. Ở cái hộp gì đây tôi khỏi các bạn ơi. Để tôi lấy cái xe tôi chạy cho các bạn coi nha. Đây nha. Chỉ có hình thức em bé mới được sử dụng phương tiện này. Lần đầu tiên mình thấy có một cái hiện tượng, đó chính là em bé mới cho sử dụng xe này. Trời ơi, game chơi gì lạ vậy? Đáng lẽ ra là ai cũng dùng được chứ. Quá, cái xe này nó to chà bá luôn các bạn ơi, nó to chà bá luôn. Đây các bạn coi này, cái xe này siêu to khổng lồ luôn. 6 chỗ, trời ơi, 6 chỗ. Từ. 6 chỗ hả? 6 chỗ. Gọi đến nè. Từ, 6 chỗ đó các bạn, không phải là 3 chỗ đâu mà là 6 chỗ. Cái gì mà 6 chỗ dữ vậy? Mọi người ơi, ngồi đi các bạn ơi, xong khóa rồi vẫn thì rồi, ai cũng có thể sử dụng rồi, ngồi lên các bạn. Ngồi lên. Alo. Sao không có ai ngồi ở xe tôi hết vậy? Cái xe gì mà 6 chỗ các bạn ơi? Ôi mày chui, lần đầu tiên tôi thấy cái xe 6 chỗ các bạn ơi. Xe này mà 6 chỗ chắc là ai cũng chạy được mọi người. Chỉ có bạn bè mới có thể sử dụng nè, chỉ có tôi mới sử dụng nè. Rồi, ai cũng có thể sử dụng nè. Sao mà không ai ngồi hết lên? Sao không ai ngồi hết lên vậy ta? Xe này 6 chỗ luôn mà. Thôi khỏi đi các bạn ơi, mấy bạn này không ngồi thôi nha. Rồi, bây giờ tiếp tục nữa là cái phần thưởng thư ngày hôm nay thì các bạn ơi. Ủa alo. Túi su mèo, trời ơi, cái túi nó đẹp dữ hả? Cái bộ đồ mèo đẹp dữ hả? Cái bộ đồ mèo đẹp tét nách luôn mọi người. Trời ơi. Rồi, phần thưởng ngày hôm nay các bạn biết đó là cái gì không? Đó chính là cái râu bướm nha mọi người ơi. Cái râu bướm này đã quay trở lại rồi. À thôi, hay là cái mũ mèo các bạn nha. Ok, hôm nay thì mình sẽ tặng mũ mèo cho các bạn nha. Mũ mèo nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like video này, comment xuống tên nhân vật của mọi người nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong cửa hàng mình xem thử là nó có bán cái. Ôi, có người ngồi này. Mọi người thấy đẹp không? Quá rồi. Cửa hàng trang phục nè. Cửa hàng trang phục này tôi biết ngay mà. Ba lô, ui, cái ba lô túi su mèo may mắn đẹp dữ vậy ta. À, cái mũ mèo cũng đẹp đó nè mọi người. 51 thỏi vàng cho cái combo này. Thêm cái này nữa là 107. Ôi, xấu thế. Ôi, tóc mới hả? À, mấy cái này cũ rồi mọi người, mấy cái này đợt trước rồi. Nhưng mà, để tôi coi thử coi. Em bỏ mũ ra nè. Ôi, tóc mới hả? Ôi, cũng đẹp đấy. Ở mấy cái tóc này hôm bữa có rồi đúng không mọi người? Có rồi mà, hôm bữa có hết rồi mà. Ừ, nhưng mà khoan từ đi. Cái ba lô với cái mũ này nó hợp quá các bạn ơi. Chắc tôi mua nha mọi người. Chắc tôi mua nha. Nó đẹp quá luôn ấy. Trời ơi, đẹp thế. Ui, chắc tôi mua đi mọi người ơi. Mua luôn. Trang phục mới luôn. Rồi, đây. Bây giờ mình ngồi lên xe á, mình đổi tướng to thì sẽ bị thoát ra mọi người. Dễ thương dữ hả? Đây mấy các bạn coi này, dễ thương không? Ui, quá ư là dễ thương luôn. Nhưng mà không biết là nó hợp với cái gì ta. Ui, cái trang phục này nhìn lạ. Ui, cái trang phục này xấu lắm. Thôi khỏi đi. Trang phục này siêu xấu luôn. Cái áo thì mình sẽ mặc với áo đó. Mình sẽ đổ qua cái tướng người to nha. Đó, tướng người to nè. Mũ cũng đẹp nè. Xong rồi mình sẽ mặc một cái áo màu vàng hồi nãy đâu mất tiêu ta. Ở đây, đó. Nó phải như thế đấy. Nó phải như thế đó mọi người thì nó mới hợp nha. Rồi, đó là đôi giày nè. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Còn tóc thì mình sẽ để tóc này luôn. Tại vì tóc này nó cũng đang khá là hợp nha mọi người. Rồi, hết sức dễ thương luôn mọi người. Ok chưa? Đẹp chưa? Rồi, còn cái gì nữa mà mình quên nhờ? À, đúng rồi, còn một cái nhiệm vụ nữa. Đó chính là nhiệm vụ đổi xu trong này nha. Các bạn nhớ làm hết tất cả nhiệm vụ để mà đổi nhận được cái bộ trang phục này nha. Ui, cái bộ trang phục này ta nói nó ta nói phải nói là nó hiếm luôn. Tại vì nó là của nữ anh em à. Của nữ. Tóc đẹp lắm luôn á. Cái tóc này màu xanh nước biển là mình thấy nó thật sự là không hợp nè. Tóc này là phải màu tím mới đúng á. Thật sự luôn, tóc nó phải màu tím mới đúng nha. Rồi, tiếp tục nữa là ở trong cái phần bách khoa toàn thư để xem thử là cá mới như thế nào nha. Và các bạn lưu ý, theo như mình được biết á, là ngày hôm nay chưa có cá mới đâu. Đây các bạn coi này, từ nha. Mình nghe nói là ngày 7 tháng 9 mới có cá mới nha mọi người. Ngày 7 tháng 9 nha. Ngày 7 tháng 9 đúng không? Từ tin tức nè. Thông báo nè. Đây. Chi tiết cập nhật ngày mai, ngày mốt, ngày kia nè. Đây các bạn coi. Ngày 7 tháng 9 nữa. Sự kiện đập phim nè, thắp quà lịch nè. Đây, ngày 7 tháng 9 á thì bắt đầu sẽ xuất hiện những loài cá mới nha. Các bạn lưu ý nha, ngày 7 tháng 9 nha. Chứ không phải là hôm nay nha mọi người, ngày 7 tháng 9 nha các bạn. Ngày 7 tháng 9 luôn hả? Ui, thấy là lâu thế nhô. Ngày 7 tháng 9 mới xuất hiện. Hãy đi tìm, bỏ nhiệm vụ đi. Để bây giờ mình qua cái tháp quà tặng cho mọi người tháp lịch nha. Ok, qua đó nha. Các bạn lưu ý nha, hôm nay thì mini game của mình đó chính là cái mũ mèo này nha các bạn. Mũ mèo này nha. Trời ơi, tao nói cái mũ mèo này đẹp tét lách luôn các bạn. Đẹp thật sự.
Mũ mèo rất đẹp luôn á. Ui, mũ mèo cũng đẹp mà ba lô cũng đẹp nữa anh em ơi. Không thể di chuyển tới khu trung tâm Plaza hả? Không thể di chuyển tới khu trung tâm. Xong rồi hôm nay lắc về mọi người. Thôi xong rồi, hôm nay lắc dữ hả? Cái gì vậy? Tòa tháp lịch á thì sẽ bắt đầu vào ngày mai nha các bạn ơi. Ngày mùng 1 á thì tụi mình sẽ nhận được phần thưởng ở trong cái tòa tháp lịch này nha. Wow, đó các bạn thấy chưa? Bây giờ nếu như mà các bạn vào rạp phim á thì cũng sẽ hay nữa. Rạp phim cũng có nhiệm vụ mới cho mọi người luôn. Nhưng mà để ở video sau thì mình sẽ vào rạp phim nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ coi thử là hôm nay ngoài những cái này á thì còn cái hộp gì mới không ta? Mình nghe nói có hộp hải tặc mà. À đây nè. Hộp hải tặc nè. Cái thuyền nè mọi người. Ui, tôi biết ngay mà cái thuyền này nó đẹp lắm mà. Anh em không tin tôi. Anh em phải tin tôi. Anh em phải tin tôi chứ. Tôi bảo rồi, cái thuyền này nó đẹp lắm luôn. Đó, mình nói mà, mình kêu là có một cái thuyền hải tặc có thể đi câu mà hai chỗ luôn, tốc độ 8 luôn. Trời ơi, tét cái nách luôn anh em ơi. Tét cái nách luôn. Trời ơi. Đẹp chứ sao, mở luôn nè, mở lấy thuyền luôn. Bữa nay chắc chắn ra thuyền luôn nè, bảo đảm luôn, mở hết kim cương lấy thuyền luôn. Ờ không ra hả? Cái gì vậy ta, ra thuyền đi chứ. Cái gì vậy ta, ra cái gì vậy? Thuyền đi chứ. Tôi hết kim cương tới nơi rồi, không ra thuyền. Hết kim cương tới nơi rồi không ra thuyền. Một phát cuối cùng nữa không ra thuyền thì thôi. Ui thôi khỏi đi các bạn. Khỏi anh em. Cái hộp này có vẻ hơi chua nha. Bộ đồ hải tặc á thì nhìn nói chung bộ đồ hải tặc của nữ thì không có đẹp. Nhưng mà cái mặt thì có vẻ là khá là đẹp. Còn lại thì mình thích cái thuyền nhất thôi. Cái thuyền thì khá là xinh các bạn. Siêu xinh luôn. Giờ này ai mà cần thuyền rồng nữa bỏ không mở luôn. Mở cô ra cũng không thèm. Chẳng chơi chứ các bạn nhớ tham gia mini game ngày hôm nay để mà lấy được cái mũ nha. Mũ mèo đẹp lắm luôn á. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi nghiên cứu một tí để mà mình nạp cái gói này nè mọi người đó. Gói này nè. Gói này quá đẹp luôn mọi người. Ui, đẹp thật sự. Rồi các bạn nhớ tham gia mini game để mà nhận được cái mũ mèo của mình nha. Mũ mèo siêu cute siêu dễ thương đó mọi người ơi. Hẹn gặp lại các bạn clip trong chiều hôm nay nữa nha. Ok, và cuối cùng đó chính là mình sẽ làm cái mini game và phát giải cho các bạn luôn. Thì hôm qua mình đã làm rồi. Có tổng cộng là bao nhiêu bạn tham gia vậy ta? Chỉ có 888 bạn tham gia thôi. Ồ, 888 bạn tham gia đúng không? Thì để mình xem thử là có bao nhiêu bạn chiến thắng nha. Từ từ, có bao nhiêu bạn tham gia đúng nha. Đấy, ok. Sao chích linh nè. Rồi, để coi thử có bao nhiêu bạn tham gia nha mọi người ha. Mình đoán chắc có tầm khoảng 500 hoặc là 600 bạn gì thôi. Tại vì là 800 bạn thì trong đó chắc chắn phải có tới 200 bạn không có đăng ký kênh. Đó mọi người thấy không? Thì trong đây á thì chỉ có 666 bạn tham gia đúng rồi. Còn lại tất cả các bạn kia là không có đăng ký kênh. Nên là mình quay random nó không có ra tên mọi người đó được. Bây giờ thì mình sẽ chọn người đầu tiên. Và đầu tiên đó chính là bạn Trà Giang đây nè. Ủa, cái tên của em anh thấy quen lắm. Nhớ anh lúc mới chơi game thì anh có đã tặng quà cho em đúng không? Tại vì cái tên Trà Giang đây nè nó quen dữ ta. Bộ đồ bé thỏ, cảm ơn anh nha. Rồi, có ID game luôn, bộ đồ bé thỏ đúng không? Tên là Trà Giang đây nè đúng không? Trà Giang đây nè luôn, đúng luôn. Gói chủ đề luôn. Nhưng mà tiếc lắm Trà Giang ơi. Tại vì là hồi sáng giờ game bảo trì nên là anh không có vào game để tặng quà cho em được. Nó bảo trì từ sáng rồi em à. Ôi thôi xong. Thì cái phần thưởng của bạn này á là trị giá 40 mấy k đúng không ta? 40 mấy k nha mình. 4 mấy mọi người nhờ. Mình cũng không nhớ nữa. Để mình coi thử nha. Hình như là bởi vì là cái gói này hết rồi cho nên là mình sẽ copy tên của bạn Trà Giang đây nè. Sau đó thì mình sẽ vào game và đố các bạn mình làm gì nè. Tất nhiên rồi thì mình sẽ đổi lại phần thưởng cho bạn này là phần thưởng khác nha. Đây. Chắc có lẽ là bạn này sẽ thích cái mũ mèo này hơn nha. Bảo đảm luôn. Thôi cái mũ mèo nó phải đẹp hơn cái kia luôn mọi người. Em ơi, em có xem được clip này của anh á thì cũng đừng buồn nha, mà hãy vui lên nha. Bởi vì em sẽ nhận được một cái mũ mèo siêu cute luôn. Ui, cái mũ mèo này anh cũng thích lắm chứ đừng nói chi em nữa. Chúc mừng em. Cái mũ mèo này á là 20 thỏ vàng, là trị giá bằng cái con kia nha mọi người. Có khi là hơn luôn ấy. Đó, mình sẽ tặng cho bạn này cái mũ mèo nè. Sau đó thì mình sẽ ký tường của bạn này nữa. Wow, đấy mọi người thấy không? Tuy là không có quà nhưng mình sẽ tặng quà khác tương ứng với lại quà cũ nha. Wow.